Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tony Phùng. Như các bạn đã thấy trên hình thì đây là một chiếc máy tính bảng vô cùng lạ đến từ Asus. Và mình vô cùng thắc mắc một điều là với một chiếc máy tính bảng ngon như thế này, tốt như thế này mà tại sao Asus lại không mang về bán chính hãng ở thị trường Việt Nam. Thế nên nếu như các bạn quan tâm thì cũng có thể truy cập vào website của Digifone để tham khảo về mức giá cũng như những chương trình khuyến mãi bên này nhá. Điều đầu tiên, cái máy này là có kích thước màn hình 9,7 inch và có cái độ phân giải đấy là 2048x1536, tương đương với những chiếc iPad với kích thước màn hình tương tự đến từ nhà Apple. Mật độ điểm ảnh là 264, thế nên là các bạn có thể thấy màn hình rất là mịn và nó khá là trong. Mình có thể nói là như thế, nó khá là trong. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là nó bị ánh lại cái màn hình hơi bị nhiều đây. Chúng ta mình nghiêng sang cái phần đấy, camera này, các bạn thấy chưa? Khá là bị bóng. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta trải nghiệm trong những cái môi trường trong nhà thì cái màn hình này mang đến trải nghiệm rất là tốt. Bởi vì màn hình trong này, các bạn có thể thấy icon có một cái độ nổi khối nhất định, có nhiều màu sắc rất là tươi và sáng. Cái máy này có một cấu hình cũng rất là đáng gờm, tại vì nó sử dụng cho mình con chip Snapdragon 650 và 3GB. Đương nhiên ở cái thời điểm hiện tại thì với 3GB nó hơi bị chậm rồi, nó hơi bị ít rồi. Thế nhưng cơ bản là với những nhu cầu giải trí bình thường, và điều đặc biệt là với cái mức giá của nó là khoảng tầm 5 triệu thì mình nghĩ rằng cũng không thể nào đòi hỏi được thêm. Chưa kể nữa là máy này sử dụng chip Snapdragon, thế nên là các bạn có thể chiến ngon gần như là đầy đủ game hiện tại trên CS Play, quan trọng là mức setting nào cho phù hợp. Khá đáng tiếc là mình không hiểu lý do vì sao game Liên Quân Mobile không tối ưu được cho cái con chip này, thế nên mình không mở được FPS cao. Thế nhưng nó lại chơi rất ổn định ở cái mức FPS là 30, và mình không nhận ra hiện tượng sụt khung hình trong quá trình mình trải nghiệm, thì mình đánh giá cũng khá là ok. Nếu như các bạn có thời gian thì cũng có thể trải nghiệm thêm những game khác khi mua cái sản phẩm này về sau, mà mình tin là với Snapdragon 650 nó vẫn có thể gánh ngon được hết. Tiếp theo, có một cái điều lạ là cái máy này nó đến từ thị trường Mỹ, các bạn có thể thấy logo Verizon ở đây. Thế nên đương nhiên là nó sẽ có thêm một cái khe cắm SIM bên cạnh trái để các bạn có thể lắp SIM data vào và chúng ta có thể sử dụng internet ở khắp mọi nơi. Hiện tại SIM 3G thì nó cũng rẻ lắm rồi, đặc biệt là Vietnam Mobile có cái thánh SIM đấy. Và nó thậm chí còn có luôn cả tiếng Việt như các bạn có thể thấy ở đây. Ngôn ngữ phường thương nhập đầy đủ tiếng Việt, mọi thứ không thiếu một cái gì. Nhưng cái tính năng đặc biệt của Asus, ví dụ như Gen Motion này, đó, hay là chúng ta có Power Management đủ hết, không thiếu một cái gì. Hay là About Tablet ở đây nó cũng hiển thị đầy đủ ra phiên bản Android đang chạy là 6.0.1. Thế nhưng mà nó được cập nhật rất nhanh những cái file ở đây. Đó, có phiên bản cập nhật Android 7.0 NowGuard luôn. Và đương nhiên là mình thích, bây giờ mình có thể bấm vào cài đặt ngay để mình trải nghiệm phiên bản mới. Đó. Và không thể thiếu được là quả camera của nó cũng ảo diệu thôi rồi luôn. Ví dụ ở đây mình thử camera selfie này. Ta-da. Góc rộng là thứ nhất. Đó, góc rộng là thứ nhất. Và khả năng làm mịn ra các thứ nó cũng chất chơi các thứ. Đương nhiên là camera của tablet thì làm sao mà có thể bằng được camera của điện thoại, đúng không? Thế nhưng cơ bản là với camera này các bạn vẫn có thể có những cái trải nghiệm cơ bản khi mà chúng ta chụp hình check in này nọ, hay là chúng ta đi chơi. Và chúng ta cũng có thêm rất nhiều những cái tính năng của điện thoại, ví dụ chính là tính năng làm đẹp này, chụp chiếu sáng này, chụp đêm, hay là độ sâu hậu trường, hiệu ứng. Nói chung có nhiều cái tính năng lắm và các bạn cũng có thể trải nghiệm qua. Và tất cả những thứ vừa rồi nó chỉ gói gọn trong khoảng tầm 5 triệu mà thôi. 5 triệu chúng ta có một thiết bị với màn hình đẹp này, có khe cắm SIM để mà truy cập mạng này. Chúng ta có thể chơi rất ngon mọi game hiện tại, cấu hình thì nói chung cũng rất ổn với Snapdragon 650, các thứ. Thế các bạn còn mong đợi gì nữa? Và đến cái điều cuối cùng mình nghĩ là ai mà nghe thấy cũng rất là giật mình đấy. Pin của chiếc máy tính bảng này có dung lượng lên tới là 7800 mAh. Với 7800 và màn hình 9,7 inch. Thôi rồi, cái lẽ là mình cũng không phải nói về cái thời lượng pin nữa rồi. Thoải mái dùng cho các bạn trong ít nhất là 2 ngày. Bạn nào mà dùng tiết kiệm, dùng gọn gàng, ít chơi game, chỉ lướt web, xem video các thứ, mình nghĩ là nó phải lên tới tầm 3 ngày luôn cơ. Thế nhưng hơi đáng tiếc một điều, đấy là loa của cái máy tính bảng này, mình đánh giá là nó cũng chỉ ở mức gọi là đủ dùng mà thôi, chứ chưa thực sự đã và kiểu nổi bật giống như là những chiếc máy tính bảng đến từ nhà Apple. Và để giải trí cơ bản thì mình nghĩ cũng ok, nhưng nếu để thưởng thức nhạc với một chất lượng tốt nhất thì mình đánh giá vẫn chưa thực sự là quá ấn tượng. Và đó, tất cả những chia sẻ và đánh giá của mình về chiếc Asus ZenPad Z10 này. Mức giá và những chương trình khuyến mãi thì như mình đã nói ở ban đầu video, các bạn có thể truy cập vào website của Digifone để tham khảo cụ thể hơn. Nói tóm gọn lại thì mình đánh giá đây là một trong những cái máy tính bảng khá ngon, bổ rẻ ở phần khung mức giá này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video, hãy chia sẻ ý kiến về sản phẩm này thông qua comment phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!